bệnh nhân đầu tiên khỏi HIV không cần điều trị. Sau 28 năm nhiễm HIV, một phụ nữ ở Mỹ được ghi nhận là người đầu tiên tự khỏi bệnh. Các nhà nghiên cứu tại Mỹ cho hay Y Văn vừa ghi nhận trường hợp nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc hay cấy ghép tủy xương. Theo New York Times, bệnh nhân là Lauren Willenberg, 66 tuổi, ở California, Mỹ. Người phụ nữ này nhiễm virus HIV vào năm 1992. Nhóm nghiên cứu báo cáo thêm 63 trường hợp khác tự kiểm soát lây nhiễm virus mà không cần dùng thuốc. Trong cơ thể những người này, HIV dường như bị cô lập, khóa chặt trong phần gen đặc biệt và khiến chúng không thể sinh sản, gây bệnh. Phát hiện này cho thấy nhóm người trên có thể đã đạt được phương pháp chữa trị chức năng. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature. Các nhà khoa học nhận định kết quả này chỉ có thể xuất hiện nhờ những tiến bộ trong di truyền học. Tiến sĩ Steve Nick, chuyên gia về ghép tại Đại học California, San Francisco, Mỹ, tác giả của nghiên cứu, cho biết bản thân người mắc HIV tự chữa khỏi bệnh là điều hoàn toàn khác với những gì Y Văn ghi nhận. Trên thế giới, hai người được chữa khỏi HIV là Timothy Brown ở Palm Springs, California, Mỹ và Adam Castillejo ở London, Anh. Đây là khám phá quan trọng. Thách thức bây giờ là làm thế nào khai thác cơ chế tự chữa khỏi và sử dụng nó cho 37 triệu người nhiễm HIV. Tiến sĩ Sheldon Levin, giám đốc viện nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty ở Melbourne, Australia, nói. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cần thận trọng với kết luận này. Tiến sĩ, nhà virus học Una O'Doherty, Đại học Pennsylvania, cho biết đây là tín hiệu vui nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu khác để khẳng định bệnh nhân tự khỏi HIV mà không cần dùng thuốc.